Như là Phật, đã chúng ta được khỏe không? Dạ. Vừa rồi xin thưa đại chúng là chúng ta học về phần toát yếu kinh A Di Đà ha. Học cái nhị khó áp giải này thì nó hơi khô, bởi vì cái vấn đề mà nhị khó áp giải này là phần nhiều vấn đề hai thời khó tụng cho cái hàng xuất gia là chính. Tất nhiên rằng là cư sĩ tại gia thọ trì không phải là phụ, nhưng mà xoáy sâu vào vấn đề để hành trì cũng như là nghi thức nghi lễ thứ tự thế nào đó thì ngài dạy là cho hàng xuất gia là chính hơn người Phật tử của chúng ta. Tất nhiên hồi nãy đồng biên nói Phật tử tại gia chúng ta cũng không phải là phần phụ, cũng là cái phần thiết yếu đem đến cái sự an lạc và hạnh phúc cho cái hàng Phật tử chúng ta, nếu hàng Phật tử chúng ta mà thọ trì trong cái nhị khó áp giải này nha. Cho nên cái nhị khó áp giải này nó tương đối hơi khô một chút, học hơi buồn một chút, dễ buồn ngủ một chút, không? Hôm nay đại chúng chúng ta bước qua một cái phần mới, đó là về cái phần ý nghĩa lạy hồng danh sám hối. Ý nghĩa về vấn đề lạy hồng danh sám hối thì theo như truyền thống Phật giáo của chúng ta, Phật giáo Việt Nam của chúng ta đó, thì một tháng chúng ta sám hối mấy lần? Hai lần. Vào ngày rằm hay là 14, tùy theo chùa mà quy định ha. Rồi ngày nào nữa? 29, 30, 1 gì đó, tùy theo tháng đủ, tháng thiếu ha. Tuy nhiên, đó là cái vấn đề, chứ còn mà chúng ta thì lại hàng ngày cũng được hết. Một ngày chúng ta lại mấy thời cũng được, chứ không phải là cứ là hai tháng, một tháng chúng ta lại hai lần đâu ha. Có chúng ta có thời gian chúng ta cứ lại. Ngày xưa đó thì ở trong học thì ở học trung cấp thì ở trong tập thể như vậy đó, có nhiều thầy bị phạt đó là thuộc lầm luôn. Sám hối danh này là có tổng cộng là 89 vị thuộc lầm hết. Đầu tiên thì còn dở kinh sách ra để đọc và lạy, nhưng mà sau này thuộc lòng luôn, bị phạt nhiều quá mà. Các bạn biết là ngủ trễ chỉ cần mà 5 phút là cũng bị phạt rồi. Ví dụ là 3 giờ rưỡi á, 3 giờ rưỡi thức chúng dậy mà 4 giờ kém 25 trung trưởng xuống thấy là phạt rồi. Cho nên là báo chúng hay là linh mà khi mà cái ban ai mà trị nhật đó rung lên nó là phá điều mới dậy hết, thức dậy hết. Mình sống trong thiền môn là như vậy, phải dạy điều hết. Dạy cái việc đầu tiên là xếp mùng, xếp mền ngay thẳng, rồi bắt đầu mình vệ sinh này kia nọ, xong xuôi hết, đúng 4 giờ kém 15. Chứ nếu mà ngủ trễ 5 phút thì đâu có được, thấy không? Đúng 4 giờ kém 15 phải lên nhà tổ hết, ngồi thiền 15 phút, hoặc là tập trung đó hết, đầy đủ hết.
rồi bắt đầu đi vào cái khóa thời tụng kinh Lăng Nghiêm, à, tụng chú Lăng Nghiêm, à, thời công phu khuya, đều đều như vậy. Bởi vì ở trên 100 vị, gần 200 vị mà làm sao mà một vị thì cứ trễ 5 10 phút hay là 3 4 phút là cũng đại chúng cũng trễ theo hết. Điều như vậy. Như vậy xin thưa với đại chúng á, là cái vấn đề mà hôm nay chúng ta được học, à, được chia sẻ ở đây đó là ý nghĩa lạy hồng danh sám hối. Như vậy cái nghi thức mà lạy hồng danh sám hối này á, là cứ mỗi tháng hay là mỗi cứ mỗi nửa tháng chúng ta lạy một lần. Tuy nhiên, à, là Phật tử chúng ta ai muốn hành trì nhiều hơn thì lạy nhiều hơn cũng không sao hết nha. Chứ không phải rằng thầy ông Vi ông nói rằng lạy hồng danh mỗi tháng một lần, tức là một tháng hai lần thôi nha, đừng có lạy nhiều là sao, mang tội để chết á, là không được. Cái đó là không được nha. À, trong cái vấn đề này á, là trong cái sách nhị khó áp giải này á, vào cái trang là 416, tức là trang 416. À, tuy nhiên đồng viên không có đọc hết trong này, quá dài đi mà mình không còn thời gian nhiều. À, đồng viên chỉ nói về phần ý nghĩa ha. Theo như xin thưa với đại chúng, theo như là ngài Trí Giả Đại Sư đó, ngài Trí Giả Đại Sư ngài có dạy như thế này: vì muốn đem pháp Phật vào tâm. À, ngài Trí Giả Đại Sư ngài dạy là vì muốn đem pháp Phật vào tâm của mình đó, thì trước tiên phải sám hối cho tiêu nghiệp, phải sám hối cho tiêu nghiệp đó. Còn trần lao nghiệp chướng nhiều thì không thể tiếp thu pháp Phật vào được. Đó là ngài Trí Giả Đại Sư ngài nói như vậy. Thì cũng giống y chang vậy thôi, giống như là chúng ta muốn mặc một cái chiếc áo đẹp phải không, thì trước tiên là mình cái gì, mình cũng phải tắm rửa sạch sẽ chứ, mình 10 ngày nửa tháng mình chưa tắm mặc áo đẹp vô cũng như không phải không. Như vậy thì ngài mới bảo rằng nó là trước khi á mà muốn đem pháp của Phật, tức là lời của Phật dạy vào tâm của mình đó, thì vượt trước tiên đầu tiên mình phải sám hối. Sám hối để làm gì? Để tiêu nghiệp, tiêu tội bớt. Ừ. Thì cũng giống như mình như vậy, mình muốn mặc áo mới cho đẹp thì mình phải tắm rửa tất cả những cái mùi hôi trong cơ thể mình đi ra hết, đó là cái nghiệp đó, cái tội đó. Giống y chang như vậy đó, sám hối là tiêu tội thì mình tắm rửa tất cả những cái chất dơ trong mình đi ra, đó là cái gì? Là giống y chang là cái nghiệp của mình, cái tội của mình. Thì khi mà mình được tắm rửa sạch sẽ thì mình mặc cái bộ đồ đẹp vào thì cái bộ đồ đó được tăng giá trị, phải không? Đó, khi thân và tâm mình đó được sạch sẽ bởi cái pháp, phương pháp sám hối này đó, thì Phật pháp đưa vào tâm mình đó mới giá trị hơn nữa. Còn nếu như đó mình không sám hối, tội mình vẫn còn chồng chất càng ngày càng nhiều, nhưng mà đem Phật pháp vào đó thì lơ thơ mơ đi vào tà kiến rất là nguy hiểm. Ừ. Là bởi vì khi mình tội mình chưa tiêu á, không có tiêu được đó, thì mình có nhiều cái chướng duyên trên con đường tu tập đó, cho nên phải sám hối. Cho nên ở đây đó ngài Trí Giả Đại Sư ngài có dạy như vậy: vì muốn đem pháp Phật vào tâm, trước tiên là phải sám hối cho tiêu nghiệp. Còn trần lao nghiệp chướng nhiều đấy thì không thể tiếp thu pháp Phật vào được. Và thêm một cái ví dụ nữa, cũng giống như là chúng ta muốn có một cái bình hoa đẹp, tươi, thơm, thì việc đầu tiên á là chúng ta làm sao xúc rửa cái bình nó thật sạch và cho cái nước mới vào, phải không? Thì khi mà cho cái nước mới vào sạch rồi đó thì cái hoa đó tăng thêm cái phần giá trị của nó lên. Còn nếu như đó mình lười mình lười, bình thì dơ, nước thì mình sao nó vẫn còn trong đó, rồi mình đổ thêm nước vào thì sao nó hòa vào cái nước cũ đó, thì cái nước sạch đó nó vào nước cũ thì cũng thành nước dơ. Thì bản thân mình cũng vậy các vị, nếu như mình muốn tu tập mình không có sám hối đó
Thì pháp Phật vào trong thân và tâm mình đó, là mất đi giá trị. Là bởi vì sao? Lơ tơ mơ, mình không có chánh kiến, mình không thấy đúng đó, thì lời Phật của mình vào dễ nguy hiểm, dễ rất là rơi vào các vấn đề những hại như là ngã mạn này, tà kiến này, nhìn sai pháp Phật nữa, rất là nguy hiểm. Đó là những cái ví dụ mà chúng ta thấy rất là rõ ha, rất rõ ràng như vậy. Trong cái ý nghĩa lạy hồng danh sám hối này á, thì cái phương pháp này gồm có 108 lạy. 108 lạy nên nói là lễ Phật đại sám hối văn. Chính xác ra 108, nhưng mà thường thường á, mình lại có 89 vị thôi. Còn cái những cái đoạn văn sâu đó thì mình đọc luôn, mà thật sự ra nếu mà kỹ á, thì đọc hết một đoạn mình phải lạy xuống một lạy nữa mới đủ 108 lạy. Cái con số 108 này đó là cái số tượng trưng, tượng trưng chẳng hạn như là 6 thức nhân cho 3 cảm thọ, nhân cho 2 giới, nhân cho 3 thời, nhân cho 3 thời gian, tức là bằng 108. Thì 6 thức đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý thức. 3 cảm thọ đó là lạc, khổ và vô ký. 2 giới đó là nhiễm và tịnh. 3 thời gian tức là quá khứ, hiện tại và vị lai. Những cái vấn đề này chúng ta nhân lên đó là 108. Như vậy xin thưa đại chúng á, cái nghi thức sám hối hồng danh này đó là do ngài bất động pháp sư ngài soạn ra. Ngài bất động pháp sư biên soạn ra, ngài sống vào khoảng thế kỷ 12. Cho nên đó là cái nghi thức sám hối hồng danh này là do ngài Bất Động Pháp Sư biên soạn các danh hiệu Phật và soạn lời sám hối văn. Sám hối văn nguyện cầu để cho đàn hậu học y theo đó mà sám hối và thệ nguyện. Bây giờ là cái từ sám hối được định nghĩa rất là nhiều, nhưng mà chúng ta cứ nhớ như vậy ha. Sám hối là chừa bỏ cái lỗi cũ, và hối thì không được tạo cái tội mới, tức là sám hối. Sám hối tức là cái lỗi nào mà mình đã tạo ra làm mà buồn phiền, hại mình và hại người. Theo pháp bất thiện thì mình nên bỏ, và hối là mình không được tạo nó thêm nữa, cũng giống như đây là cái phương pháp mà chúng ta tu tập trong cái 37 phẩm trợ đạo, đó là tứ chánh cần đó các vị đó. Cho nên Phật mình á, mình là người hành giả, mình luôn luôn á, mình lấy cái pháp tứ chánh cần đó mình tu tập, tức là Đức Phật dạy mình đó, những cái điều gì mình ác đó, những điều ác đó mình tạo ra thì mình phải nguyện, mình phải bỏ. Và những cái điều ác nào mà chưa sanh ra, làm sao anh biết đó điều ác anh bỏ ta? Nói về cái ý mình đó, trong đầu mình đó. Thì mình không nên cho nó sinh khởi. Và cái điều nào mà thiện, mà đã phát triển rồi, đã phát khởi rồi, thì mình tiếp tục phát triển nữa. Và cái điều thiện mà chưa sanh khởi thì mình làm sao cố gắng phát huy nữa, làm cho phát triển lên. Đây là 4 cái phương pháp mà Đức Phật dạy cho mình luôn luôn để kiểm soát về thân, tâm và khẩu của mình. Cho nên hàng ngày chúng ta quán chiếu cái phương pháp đó thì chắc chắn rằng 3 nghiệp chúng ta đó sẽ được thanh tịnh thôi. Còn nếu như mà chúng ta không quán chiếu về 3 nghiệp chúng ta đó, thì chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào 4 khổ cảnh. Cho nên sám hối là chừa bỏ lỗi cũ, và hối thì không được tạo
cái tội mới. Ngài bất động á, xin thưa với đại chúng, ngài bất động là người Tây vực, ngài là người Tây vực, sau đó ngài qua Tây hạ hành pháp, ngài là người chuyên tu pháp Kim Cang Bộ rất thuần thục. Tây vực á, là cái khu vực mà giáp với cái phía Tây của Trung Quốc, gọi là Tây vực. Tức là ngày nay thuộc những cái vùng như là Pakistan, Afghanistan, vùng Kashmir, vùng Punjab, tức là cái vùng mà chúng ta thấy là Trung Quốc với Ấn Độ là luôn luôn tranh giành cái biên giới đó. Trung Quốc nó luôn muốn xâm chiếm Ấn Độ ha. Đó, những cái vùng đó, vùng Kashmir, Pakistan, Afghanistan hay là vùng Jambu, là những cái vùng đó là cái vùng Tây vực. Mà các vị biết những cái vùng đó là khoảng thế kỷ thứ 10, thứ 9 là Phật giáo rất là mạnh nơi đây. Rất rất mạnh. Kể từ khi khoảng thế kỷ thứ 10, 13, 14, 12 này, Hồi giáo họ xâm chiếm và họ tiêu diệt rất là nhiều. Đó là Tây vực. Tây Hạ đó, nước Tây Hạ được kiến lập vào khoảng thế kỷ thứ 10, thứ 11. Phía Tây Bắc Trung Quốc gọi là Tây Hạ. Tây Hạ là một đất nước Phật giáo rất phát triển. Tây Hạ là một đất nước Phật giáo rất phát triển vào khoảng thế kỷ thứ 10, giai đoạn này này. Giai đoạn thế kỷ thứ 10, 11 rất là mạnh. Trước khi bị Hồi giáo cũng xâm chiếm. Mà ngày nay đó, cái vùng này á, cái vùng này á là hình như là cái vùng Tân Cương này. Tân Cương đó. Mà vùng Tân Cương tức là vùng đó là 100% của Hồi giáo. Đó. Cho nên ngài là người Tây vực, ngài qua bên Tây Hạng của hành pháp. Ngài là cái người, ngài là cái vị mà chuyên tu pháp Kim Cang Bộ rất thuần thục, rất thuần thục. Vấn đề mà về pháp thuật, về mật tâm, ngài cực kỳ giỏi. Ngài cũng là cái vị mà soạn ra cái nghi là Mông Sơn Thí Thực. Ngài cũng là người soạn ra cái nghi Mông Sơn Thí Thực và nghi Chẳng Tế Cô Hồn đó. Ngài á ở trên núi Mông, ngài bất động ở trên núi Mông, cho nên gọi là Mông Sơn Thí Thực. Thí là cho, thực là thức ăn. Tức là ngài bất động ở trên núi Mông soạn ra cái nghi cúng thí, cúng cho loài cô hồn ngạ quỷ dùng ăn, cho nên gọi là Mông Sơn Thí Thực. Phải không? Đó là ngài bất động. Ngài bất động y theo kinh Tam Thập Ngũ Phật Danh. Tam Thập Ngũ Phật Danh tức là 35 vị Phật và lễ sám văn thêm vào 53 vị Phật. Sau đó kế tiếp là Phổ Hiền Thập Đại Nguyện Kệ thành 108 lạy, cũng là một con số tương đương với 108 phiền não của chúng sanh. Đó. Theo truyền thống, xin thưa đại chúng, theo truyền thống của người Ấn Độ nha. Đồng viên biết. Khi mình lạy Phật đó, có nhiều người họ nói rằng là lạy Phật là để tay ngửa mới đúng, để tay úp là sai. Rồi có người nói là tay úp mới đúng, tay ngửa thì sai. Quan điểm đó là sao ? Ngửa úp đều được phải không? Ngửa úp đều được, không có vấn đề gì hết. Cái người Ấn Độ, theo văn hóa người Ấn Độ nha. Ví dụ như là một cái người học trò, học sinh, sinh viên, họ thấy một cái vị giáo sư mà vị đó là đáng đáng để họ họ tôn kính, đáng để họ tôn thờ đó. Thì khi mà họ tới đó các vị, cái người học sinh đó, họ tới gần cái giáo sư đó thì tay phải họ rồi đến đầu,
Thật là họ rửa đầu, họ rửa cái trái tim ha, họ rửa đến đầu, họ rửa trái tim và họ rửa đầu gối và họ quỳ xuống. Có thể là quỳ hai đầu gối hoặc là một đầu gối cũng được. Để cái tay họ họ để cái tay vào cái bàn chân của cái vị giáo sư đó, họ hôn vào đó. Đó là cái nghi thức mà kính nể cái người trên. Rồi chúng ta nhớ rằng là trong cái lịch sử của Đức Phật mình á, Đức Phật mình sinh á là nó sinh bên hông, phải không? Sinh bên hông. Rồi chúng có khi đôi khi chúng ta đọc trong kinh á rằng là có người sinh trên đầu, có người sinh ở cái cổ, cái vai, phải không? Rồi người sinh ở cái hông, rồi người sinh ở cái đầu gối, rồi người sinh ở bàn chân. Trời ơi, bàn chân sao sinh trời? Đầu sao mình sinh? Cho nên cái văn hóa Ấn Độ đó là văn hóa bốn giai cấp. Cái đầu á thì họ tượng trưng cho cái giai cấp cao nhất của xã hội Ấn Độ, đó là Bà La Môn giáo. Thì Bà La Môn giáo họ cho rằng là họ sinh ra từ đầu hay là từ miệng của Phạm Thiên. Cái miệng sao mình sinh? Nhưng mà cái đầu á là cao nhất trong cơ thể mình, đúng không? Cái đầu là cao nhất cơ thể mình, thì họ nói là họ sinh từ đầu, họ sinh từ miệng cũng được, từ Phạm Thiên. Rồi xuống nữa đó, họ sinh từ bả vai hay là từ nách của Phạm Thiên, đúng không? Đó là giai cấp thứ hai, là giai cấp vua chúa đó, hay là cái từ vai xuống hông. Và giai cấp thứ ba đó, họ nói rằng là họ sinh từ đầu gối của Phạm Thiên, đầu đầu gối này Phạm Thiên. Rồi giai cấp cuối cùng của Ấn Độ đó là họ sinh bằng chân. Bằng chân là thấp nhất của cơ thể mình. Đó, là từ trên xuống dưới. Cho nên xin thưa với đại chúng á, là khi cái thời Đức Phật mà còn tại thế đó, ngài mỗi khi mà ngài tới nhà thí chủ nào thọ trai thì cái vị thí chủ đó lúc nào cũng sửa soạn cho một cái tòa riêng cho Đức Phật ngồi, cao. Hoặc rằng là trước cái cửa nhà họ để một cái chậu nước và một cái khăn. Khi Đức Phật vào nhà, đứng trước nhà, rồi người ta lấy nước múc nước vào rửa chân của Đức Phật. Rồi Đức Phật vào trong nhà để ngồi thì họ họ sửa soạn một cái tòa ngồi riêng cho Đức Phật. Cho nên khi Đức Phật ngồi lên á thì họ mới quỳ xuống và họ lấy hai cái bàn tay của mình đó, mình lấy hai bàn tay mình nâng bàn chân lên của Phật lên, mình hôn vào. Thì khi mà chúng ta lạy Phật á, chúng ta để ngửa cái bàn tay như vậy thì chúng ta, cái đó là biểu tượng cho chúng ta nâng bàn chân của Phật lên, chúng ta hôn vào, đó là tỏ sự tôn kính, đúng không? Cho lạy Phật mà để ngửa chứ sao đâu. Rồi bây giờ để ấp bằng bàn tay, để ấp bằng tay, cái bàn tay là giống như là cái mu bàn chân của Đức Phật, phải không? Mu bàn chân của mình đó. Thì khi mà Đức Phật đi khất thực thì những thí chủ á, họ ra họ quỳ xuống và họ hôn vào bàn chân của Đức Phật. Tức là khi mình lạy Phật, mình để bàn tay như vậy đó thì giống mình đang tưởng tượng rằng mình đang hôn bàn chân Đức Phật, thấy không? Cho nên đâu có cái gì mà sai ngửa với úp đâu. Rồi cái đó là nói về sự, về lý ha. Mình lạy Phật hay là mình tôn kính người khác đó là sao? Mình hạ thấp mình xuống. Chứ mình lạy Phật mình lạy xuống chứ không ai nói lạy lên hết đó, phải không? Mình lạy Phật là lạy xuống, hay là mình tôn kính người khác mình quỳ xuống, mình lạy lạy xuống. Còn cái đó được biểu tượng cho mình dẹp trừ cái ngã mạn của mình, bớt đi phần ngã mạn của mình. Còn mình lạy Phật á, mình lạy Phật hay tôn kính người khác mà cái tâm mình á không lạy Phật, cái tâm mình không tôn kính người khác, cái đó là ngã mạn lễ, thuộc là ngã mạn lễ. Như vậy trong cái ý nghĩa lạy hồng danh của sám hối á, chư Phật á, thì khi chúng ta lễ Phật chúng ta tưởng tượng được bao nhiêu đó, hoặc khi chúng ta lễ Phật chúng ta tưởng tượng lạy ba đức
của Đức Phật, đoạn đức, ân đức và trí đức. À, đoạn đức, ân đức và trí đức. Mà lại nhanh quá làm sao chúng ta tưởng tượng. Có nhiều vị lại vạn Phật á, tức là bây giờ mình lại theo số lượng, một ngày mình nói rằng là tôi lại 500 lạy trong vòng 45 phút hay là một tiếng đồng hồ, cho nên là quốc lịa, phải không? À, rồi còn thách đố nữa, à bà lạy có 200, tôi lạy 300 lần. À, cái đó gọi là cầu danh lễ rồi. À, thôi về cầu danh lễ. Cho nên đó, họ không có hiểu về cái vấn đề là lễ Phật. À, chẳng hạn như Đức Phật của chúng ta đó có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Bảo đảm rằng không có một nghệ nhân nào mà tạc tượng được 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Đức Phật. Cho nên tượng Phật bằng đồng, tượng Phật bằng xi măng, cốt sắt, bằng thạch cao, tất cả những cái vật liệu gì đó, cái đó là biểu tượng cho Đức Phật mình thôi. À, biểu tượng Đức Phật mình thôi. Chứ mà khi mình lễ Phật là mình phải hiểu rằng là mình lại tam đức, à ba đức của Phật. Và những ý nghĩa đồng viên vừa nói đó, đó là tuyệt vời, đó là tuyệt diệu nhất đó. Còn mà mình lễ Phật mình muốn cho số lượng nhiều, phải không? À, đó giống như tập thể dục ấy. À, giống tập thể dục ấy. À, mà cái tất nhiên á có phước, nhưng mà nó không nhiều bằng cái vấn đề mà mình về phần lý, à mình lạy Phật bằng lý, à thì nó có phước báo nhiều hơn. À, à cảm ơn cô già. Đoạn đức, ân đức và trí đức. À, đoạn đức á là Đức Phật là cái vị mà hoàn toàn diệt trừ được phiền não. Ân đức á là chỉ có Đức Phật mới có lòng từ vô lượng thôi. À, chỉ có lòng từ Đức Phật mới vô lượng. Mà bên Phật giáo Nam truyền gọi là đó là bi đức. Bi đức, đoạn đức á là tương đương với là tịnh đức. À, tịnh đức bên đó tương đương với cái đoạn đức bên mình. Cho nên nó nói ân đức hơi khó hiểu, nói bi đức là hiểu liền, phải không? Dạ. Yeah. Đó. Rồi, cái thứ ba đó là trí đức hay là tuệ đức. Chỉ có Đức Phật mới là tuệ giác vô biên thôi. À, tuệ giác cao thượng nhất. Cho nên khi mình lễ Phật, mình lễ Phật á, là mình lễ ba đức tính đó. Cũng giống như khi mình chào cờ á, lá cờ cũng là vải mà, có gì đâu, nhưng mà lá cờ nó biểu tượng cho linh hồn của đất nước ở trong đó. À, mình đứng mình chào cờ á, là mình chào cái đó, chứ không phải là miếng vải đâu. Nhưng mà không có miếng vải thì không có được. Cũng giống như mình lễ Phật mà không có tượng xi măng, không có được, phải có. Ừ, đó là biểu tượng mà, phải có. Cho nên nó là đoạn đức, bi đoạn đức, ân đức và tuệ đức, hay là tịnh đức, bi đức và tuệ đức. Nhưng trong cái bài sám hối á, hồng danh sám hối này á, là đầu tiên vô đại từ đại bi. À, cái bài kệ đầu tiên đó, đại từ đại bi. Rồi ở dưới câu thứ hai á là đại hỷ đại xả. Chỉ có Đức Phật á, bởi vì hai câu đó là câu tán thán về tâm của Đức Phật. À, chỉ có Đức Phật mới có tâm vô lượng. À, có tâm bi vô lượng, tâm hỷ vô lượng, tâm xả vô lượng, tâm từ vô lượng. À, mình thì cũng có tâm từ nhưng mà không có vô lượng. À, phải không? À, mình cũng có tâm từ chứ, nhưng mà tâm từ trong hàng xóm mình không à. Trong những người thân mình không, xa xa xíu những người bạn của mình. Cái người nào mà không quen thì thôi. Cho nên mình không có tâm từ vô lượng như Đức Phật như vậy. Cho nên
là cái câu 40 câu đầu tiên mà khi mình sám hối á, tức là mình bắt chước, mình nguyện theo cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả của Đức Phật. Đại từ, đại bi, rồi đại hỷ, đại xả. Đó. Một xíu nữa chúng ta sẽ học. Rồi Ngài Bất Động cũng là người soạn ra cái mông sơn thí thực các vị ha. Như vậy mở đầu sám hồng danh á là cái bài kệ mà đồng viên vừa đọc đó, tức là đại từ đại bi mẫn chúng sanh, mẫn là thương. Đại hỷ đại xả, tế hàm thức, tức là đại hỷ đại xả giúp mọi loài. Giúp mọi loài. Tướng hạ quang minh dĩ tự nghiêm, tức là tướng tốt rực rỡ để đẹp mình. Rồi chúng đẳng chí tâm quy mạng lễ, là chúng con hết lòng hay là thành tâm mà nghiêng mình lễ Phật. Tức là hai câu đầu tiên á, là khen ngợi tâm Phật, hai câu sau á, là khen ngợi về thân của Đức Phật. Cho nên xin thưa với đại chúng, chỉ có Đức Phật mình á, chỉ có Đức Phật mới có tâm đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xá vô lượng như vậy. Rồi tiếp theo trong cái nghi thức lễ hồng danh này, tức là khi mình vô mình cũng nguyện hương, đúng không? Theo cái nghi thức mình nguyện hương xong rồi cái mình lễ tam bảo, rồi mình đọc một cái bài lư hương hay là dương chi gì đó ha, sau đó mình tụng chú đại bi, tụng chú đại bi xong rồi cái là mình qua cái câu kệ vô thượng thầm thâm, rồi cái mình sướng cái câu là đại từ đại bi liền, đại từ đại bi mẫn chúng sanh. Đó. Rồi tiếp tục á là Nam Mô Quy Kim Cang Thượng Sư. Nam Mô Quy Kim Cang Thượng Sư. Quy y á, quy á là tức là bỏ tà, tà pháp. Chữ quy á là bỏ tà pháp. Mà chữ y á là theo chánh pháp, cho nên bỏ tà quy chánh là như vậy đó. Bỏ tà quy chánh là quy y. Mà ở đây là không phải là quy y bình thường, mà quy y Kim Cang Thượng Sư. Kim Cang Thượng Sư tức là Tỳ Lô Giá Na Phật. Tức là mình quy với pháp thân Phật. Mà Tỳ Lô Giá Na Phật tức là Varochana. Varochana là Tỳ Lô Giá Na, mà Phật giáo Nhật Bản gọi là Đại Nhật Như Lai. Đại Nhật Như Lai tức là Maha Varochana. Maha là lớn, là đại. Đại Nhật Như Lai tức là cũng chính là pháp thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó, cho nên nữa là mình tụng là Nam Mô Quy Kim Cang Thượng Sư là tức là mình quy y pháp thân của Đức Phật. Đại Nhật Như Lai tức là Ngài là biểu hiện của ánh sáng trí tuệ chiếu soi và diệt trừ bóng tối của vô minh. Trên thế gian này không có ánh sáng nào hơn cả mặt trời, cho nó đại nhật. Mà trong luận á nha, trong những sớ giải á, cái trí tuệ của Đức Phật, bởi vì ánh sáng mặt trời, ánh sáng là tượng trưng cho trí tuệ, là cái tuệ giác, trí tuệ. Trong nhà Phật mình được cái ánh sáng là biểu tượng cho trí tuệ. Mà trong những cái sớ giải á, thì cái trí tuệ của Đức Phật á, là nó sáng là không phải là một mặt trời, mà có thể là ngàn ngàn mặt trời như vậy. Chúng ta thấy khiếp như vậy. Quý trong cái các bậc tiền bối chúng ta giải thích như vậy, cái trí tuệ của Đức Phật sáng như vậy đó, sáng hơn cả mặt trời, ngàn mặt trời như vậy. Rồi 35 danh hiệu Phật, 53 danh hiệu Phật, từ Đức Phật Phổ Quang cho tới Đức Phật Nhất Thế Pháp Tràng Mãn Vương là 53 vị Phật đầu tiên trong sám hồng danh, thì gọi là ngũ thập tam Phật. 53 vị Phật đầu tiên ha, là từ Đức Phật Phổ Quang cho tới Đức Phật Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương. 53 danh hiệu Phật này á, thì Ngài Bất Động rút ra trong kinh ngũ thập tam Phật, và rút ra 35 vị Phật, tức là và rút ra 35 danh hiệu Phật trong kinh Quán Dược Vương Dược Thượng.
Nghi thức sám hối này á, nếu ai chí thành kính lễ thì sẽ diệt trừ những phiền não và tội lỗi đã tạo trong đời hiện tại cũng như trong nhiều đời quá khứ. Đó. Trong nghi thức sám hối hồng danh này, nếu như chúng ta hành giả mà thành tâm sám hối thì diệt trừ được nhiều tội lỗi. Đức Phật Tỳ Bà Thi nói như thế này: nếu chúng sanh nào nghe danh hiệu 53 vị Phật này thì trăm ngàn ức kiếp không đọ vào ba đường ác. Xíu nữa chúng ta biết lý do làm sao. Đức Phật Tỳ Bà Thi nói rằng nếu như chúng sanh nào nghe danh hiệu 53 vị Phật này thì trăm ngàn ức kiếp không đọ vào ba đường ác. Như vậy chúng ta yên tâm hả? Chúng ta nghe nhiều rồi mà, thậm chí thuộc luôn phải không? Đức Phật Thích Ca nói: thở xưa đời Phật Diệu Quang, ta đi tu nhằm đời mạt pháp, nhờ được danh hiệu 53 vị Phật này và thành tâm lễ bái mà tránh khỏi những đau khổ trong đường sanh tử luân hồi nhiều kiếp. Đó là lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, ngài nói như vậy. Rồi 35 danh hiệu Phật sau, tức là từ Đức Phật Thích Ca đến Đức Phật Bửu Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương. Thường thường là mình sám hối tới danh hiệu này phải không? Tới danh hiệu Đức Phật là Bửu Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương, cái là nghỉ. Xong rồi là danh hiệu 89. Danh hiệu này là tới danh hiệu Phật này là 88 à. Rồi cái mình nghỉ đúng không? Nghỉ rồi cái là thầy sám chủ hay là chủ lễ gì đó với cùng với đại chúng hò lên một câu cuối cùng. Danh hiệu cuối cùng là danh hiệu 89. Trong kinh Đại Bồ Tát nói như thế này: nếu tất cả chúng sanh hoặc phạm tội ngũ nghịch hay là thập ác đó, đến muôn kiếp không thể sám hối, chỉ xưng danh hiệu 35 vị Phật này và lễ bái á, thì bao nhiêu tội chướng cũng đều tiêu trừ. Cho nên trong này toàn bộ là những lời Đức Phật nói không à, đâu có thể nào giả được. Rồi xíu nữa chúng ta sẽ biết lý do làm sao. Như vậy tổng cộng lại đó là 88 vị Phật. Tổng cộng lại là 88 vị Phật. Danh hiệu của chư Phật không có nhất định, nghĩa là hoặc có Phật y nơi họ mà thành lập ra danh hiệu. Như Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Đức Di Lặc, vân vân. Hoặc có Phật theo nơi chữ để thành lập danh xưng, như Đức Phật Vô Cấu, tức là những danh hiệu Đức Phật tùy theo danh xưng mà lập nên tên. Chẳng hạn như Đức Phật Vô Cấu tức là thanh tịnh, là không cấu nhiễm, không ô nhiễm. Hay là Đức Phật Ly Cấu là lìa sự ô nhiễm, tức là sự thanh tịnh, vân vân. Hoặc có Phật do nơi y báo để thành lập ra danh hiệu, như là A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật. A Súc Tỳ á, cái từ A Súc Tỳ á là Súc Tỳ á, cái từ Súc Tỳ á là động niệm, là phóng dật, mà A Súc Tỳ á là không còn phóng dật, không còn động niệm nữa, tức là bất động ha. Bất động tức là Đức Phật dùng trí chiếu soi bất động, khiến cho chúng sanh đều được vui mừng, tức là danh hiệu Phật. Hoặc có Phật do nơi chánh báo để thành lập ra danh hiệu, như Đức Phật Phổ Quang, ánh sáng chiếu khắp mọi nơi. Nam Mô Phổ Quang Phật là danh hiệu đầu tiên chúng ta xưng tụng rồi lạy xuống đó. Rồi lạy thứ 89 là Đức Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Cái lạy 89 là Đức Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Cho nên tới cái lạy này á, tới danh hiệu Phật
Pháp giới tận thân A Di Đà Phật là chúng ta điều hòa với nhau hết, phải không? Chúng ta có gặp cái nghi thức đó chưa? Điều hết phải không? Giống nhau hết mà, phải không? Thân pháp giới của chư Phật Như Lai vào trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh. Pháp thân của Đức Phật A Di Đà bao trùm cả 10 phương pháp giới. Như vậy 88 vị Phật cộng với pháp thân Phật A Di Đà cũng tức là công đức lợi Phật đều quay về quốc độ Cực Lạc. Đều quay về với quốc độ Cực Lạc. Như vậy xin thưa với đại chúng, kết thúc danh hiệu Phật trong hồng danh sám hối là pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Kết thúc trong cái sám hồng danh đó là danh hiệu pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Như vậy xin nhắc lại cái từ A Di Đà Phật đó có mấy nghĩa? Vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng thọ. Vô lượng quang là biểu tượng cho trí tuệ giải thoát. Rồi vô lượng công đức á, là biểu tượng cho giới giải thoát, vô lượng thọ là biểu tượng cho định giải thoát. Như vậy, xin thưa đại chúng, cái câu cuối cùng để kết thúc danh hiệu Đức Phật, danh hiệu trong sám hồng danh này á, là Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật, tức là nó bao trùm luôn cả 88 vị Phật trên. Như vậy, 88 vị Phật trên và câu cuối á, là Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật, tức là chúng ta quay về làm gì làm thì cũng quay về với cái quốc độ Cực Lạc. Mà danh hiệu Đức Phật A Di Đà là biểu tượng cho giới định tuệ. Như vậy chúng khi mà chúng ta lạy 88 vị Phật hay là 89 vị Phật, tức là đồng nghĩa với cái việc mà chúng ta tu tập giới định tuệ. Mà khi mà một hành giả khi chúng ta tu tập giới định tuệ thì chúng ta không có sợ mà rơi vào trong khổ cảnh nữa. Mà thành tựu nha, thực tập thành tựu tu tập ba cái phương pháp này, ba con đường này, tức là giới định tuệ này, thì chúng ta không còn rơi vào khổ cảnh nữa, mà chúng ta đang đi trên đường thánh đạo. Như vậy những cái đoạn trước đó chúng ta thấy á, chúng ta thấy như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói: thuở xưa đời Phật Diệu Quang, ta đi tu nhằm đời mạt pháp, nhờ được danh hiệu 53 vị Phật này và thành tâm lễ bái và tránh những cái khổ đau trong con đường sanh tử khổ đau, là ý nói rằng ngài cũng tu tập giới định tuệ không đó sao ạ? Có câu hỏi gì phải không? Không hả? Cho nên chúng ta ý thức điều đó ha, ý thức điều đó. Rồi kế tiếp sám hồng danh á, là sám hối theo Phổ Hiền Bồ Tát, tức là sau cái danh 89 vị Phật mà chúng ta lạy đó, thì bắt đầu chúng ta tụng thường tụng theo cái văn ha, văn trường hàng, tức là chúng ta tụng theo cái văn kệ này được viết theo văn kệ diễn giải của 10 hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Đọc kệ Phổ Hiền, chúng ta thường đọc tắt là 10 hạnh Phổ Hiền. Một á, là lễ kính chư Phật. Nhưng Phổ Hiền Bồ Tát ngài dạy rằng á, là đọc suông danh hiệu Phật thì chưa sanh công đức, mà phải là thân lạy Phật. Thân lạy Phật rồi tâm kính trọng Phật. Thân lạy Phật rồi tâm kính trọng Phật và miệng niệm xưng danh hiệu Phật. Thường thường rằng á, ba điều này á, chúng ta đôi khi chúng ta làm không có đủ, không có đầy đủ. Miệng chúng ta niệm Phật nhưng mà tâm chúng ta nghĩ khác, thậm chí như vậy. Rồi thân chúng ta lạy Phật nhưng mà tâm chúng ta nghĩ khác. Rồi lạy đến đủ 100 xíu đi chợ phải không? Thường thường như vậy. Rồi miệng, cái đó là thân, khẩu ý trong cái gì?
Cho nên nó là tâm mật tương ưng là như vậy. Khi chúng ta lạy Phật, niệm Phật phải tâm mật tương ưng. Còn nếu như tâm mật không tương ưng đó thì chúng ta khó thành tựu một pháp nào lắm. Rất là khó thành tựu. Đó. Miệng chúng ta xưng là Nam Mô Phổ Quang Phật mà xíu nữa trời bây giờ mới có lạy thứ nhất này. 89 lạy còn dài dữ rồi. Không biết nồi súp mình nấu cái kia nó cháy không ta. À thôi để xuống tắt cái đã. Lên lại tiếp. Phải không? Ừ, là chuyện bình thường. Ừ. Như hồi nhỏ đó mà chú Tiểu mà lạy Phật với nhau mà giỡn dữ lắm. À lạy Phật mà xô với nhau. À tức là mình chưa có học, mình chưa ý thức được lạy Phật như thế nào. Khi mình lớn lên mình học mình hiểu một chút. Ừ. Lạy Phật mà giỡn dữ lắm, bị la bị phạt hoài thôi. Đó. Mà thấy quý thầy lớn, quý chú lớn đó lạy Phật chẳng hạn như là chiều ăn cơm xong đó thì cái giờ đó được nghỉ khoảng một tiếng thì đôi khi quý thầy lớn, quý chú lớn đó lên phát tâm lạy vạn Phật hay là lạy tam thiên Phật thì mình cũng lạy theo, mình thấy vậy mình cũng lạy theo, nhưng mà mình không hiểu ý nghĩa. À, thấy lạy chậm mình cũng lạy chậm, lạy nhanh mình cũng lạy nhanh đó. Rồi thậm chí mình lạy đôi khi mình lạy mình cũng cầu danh nữa. À có hay không có được phải không? À lại cũng cầu danh nữa. À, có nhiều người lạy thì nhìn Phật ở trước mặt mình đúng không? Lạy xuống. À xướng tên danh hiệu Phật lạy xuống, nhìn qua anh coi. À có nhìn thấy mình lạy Phật không ta? À để làm gì? Để người ta nói rằng à chú này siêng tu, thầy này siêng tu, cô này siêng tu, chú này siêng tu. À được. Tức là mình muốn người ta khen mình. Đó gọi là cầu danh lễ Phật. Đó. Rồi cái truyền thống của Phật giáo của Tây Tạng đó, họ gọi là trường lạy. À, họ lạy luôn cái body luôn. À họ lạy khác với mình. À, họ lạy dài xuống gọi là trường lạy. À, lạy thế này á là tập thể dục sướng lắm. À, anh chị nào muốn body đẹp á là lạy kiểu đó. À, người Tây Tạng đó các vị, họ có cái truyền thống đó, hay vô cùng. Sáng nào á mà họ đi làm, sáng họ đi làm nha, thường thường là họ tranh thủ vào chùa 15 phút họ lạy Phật. À, họ lạy Phật, họ cầu nguyện, họ đi. Hoặc rằng là họ đi xung quanh mấy cái luân xa đó họ quay. À, mình cũng thấy vậy, họ mình cũng đi quay. Mà mình không hiểu cái luân xa là cái gì, cho nên mình mới hiểu chút chút, ví dụ như vậy. Tức là một cái mà mình chưa ý thức được á thì mình làm theo cái quán tính. Nhưng mà có phước nhưng mà không phước không nhiều. Không nhiều bằng cái mình hiểu mình làm. À, Phật tử chúng ta mà đi hành hướng Ấn Độ tới Bồ Đề Tràng, chúng ta thấy những hành giả đó tu khiếp lắm. À, người phương Tây họ tu cũng dữ lắm, chẳng phải giỡn đâu. Hồi đồng viên tới đó cũng có cái bất ngờ, mình thấy người Tây họ tu khiếp lắm. À, thậm chí mình kêu sao mình thua người ta luôn. À, thua người ta ngồi thiền mình cảm thấy là họ deep inside. Ừ. Còn mình nói, ví dụ mình ngồi thiền như vậy nhưng mà người ta lạy Phật hay là nói chuyện ồn ào á, mình cũng khó chịu. Ta mình đã thua rồi. Cho nên mình phải thực tập. Rồi có nhiều người tại Bồ Đề Tràng đó, nhất là theo Phật giáo của Tây Tạng á, các sư cũng như là Phật tử ở đó, ai theo truyền thống của Phật giáo Tây Tạng thì họ lạy theo cả trường lạy body á, họ có một cái miếng ván khoảng 4 feet. À, 4 feet họ lạy luôn cái tấm dáng đó. Nhìn tấm dáng mình soi mặt được luôn các vị. À, nó bóng láng như vậy. Bởi vì khi họ trường lạy á, là cái bàn tay họ chà. À, thì có thể là cái tay họ mang cái bao tay hay gì đó. Là nhìn cái tấm ván là bóng lưỡng như vậy đó. Bóng lắm. Mình soi mặt được luôn. Mà lạy như vậy nó mất sức lắm. Nhưng mà khi mình lạy được như vậy đó, sức khỏe cực kỳ tốt. Trước tiên là nói sức khỏe. Ừ. Mình chưa nói về cái phước báo. Nếu như có phước báo á, là cái vấn đề thân lạy, tâm kính trọng, miệng niệm danh hiệu càng phước báo hơn nữa.
Đúng rồi, hai chiếc dép nữa cũng có nữa. À, bởi vì người đó không có bao tay thì họ xỏ chiếc dép vô đỡ mòn cái tay. À, vậy là cô có đi được phải không? Dạ, họ xỏ chiếc dép nữa, họ xỏ hai chiếc dép vào. Đó, nên hư cái tay họ. Đó. Sao cô nói không, không chưa được chưa chưa nghe rõ? À, thì theo cái truyền thống của Phật giáo Tây Tạng là họ thường quán đảnh những vị guru á. Những vị guru thì họ thường truyền cho một cái vị hành giả một cái pháp. À, đồng viên thì trước khi qua Mỹ cũng có cái duyên ở tiếp xúc với Phật. Tất nhiên là trước đó học cái background của Phật giáo Tây Tạng rồi. À, thì ở trên cái chỗ Dharamsala, nơi mà Đức Dalai Lama đang đang ở đó, thì đồng viên ở đó trên một năm thì ở chung với những vị sư Tây Tạng để mình tìm hiểu thêm cái văn hóa cũng như là cái cách thức họ sinh hoạt của họ đó, thì mình cũng hiểu chút một ít. Thì những vị thầy, những Rinpoche hay là những vị guru thì họ thường truyền trao cho những cái vị học trò của mình, những vị hành giả một cái pháp để mà họ chuyên tu. À, thì thành tựu hay không thành tựu thì do chính mình. À, chứ không thể nào hơn hơn hết. Đức Phật dạy cũng vậy thôi. Các vị hãy tự thắp đuốc lên mà đi. À, mình là chính hết đó. À, chỉ vị đó chỉ cho pháp. Cũng giống như là một bác sĩ cho cái toa thuốc và mình cho thuốc luôn mà mình không uống làm sao bệnh mà hết bệnh. Phải không? À, phải uống rồi phải tu rồi phải hành. Đó. Nhưng mà xin thưa với đại chúng là cái Phật giáo Tây Tạng đó, họ có mặt vào thế kỷ thứ 7 bởi vua Tamsin Kampo. Tamsin Kampo thì cô do cô nói rằng đồng viên chém gió một chút Phật giáo Tây Tạng. Cái vua vị vua Tamsin Kampo này là vị vua mà phải nói rằng là anh hùng của người Tây Tạng. Họ làm cho một đất nước Trung Hoa to lớn như vậy mà cũng phải khiếp sợ. À, cho nên đó là ông vua Tamsin Kampo này ông muốn cưới công chúa nhà Đường. Ông cưới con chúa nhà Đường tức là công chúa Viên Chăng. À, thì công chúa nhà Đường, vua nhà Đường phải gả công chúa. Là bởi vì ông gả ông qua ông quậy ông phá làm sao? Bởi vì quân đội lúc bây giờ của Tây Tạng họ mạnh lắm, rất là mạnh. Rồi một công chúa Ba Lợi Ca của Nepal, hai công chúa, mà hai công chúa đó là Phật giáo. Thôi bây giờ kể là hết giờ. Thôi tóm gọn lại, cái truyền thống của Phật giáo Tây Tạng là có đạo Bôn, đạo Bôn, mà đạo Bôn nó là đạo phép thuật cao cũng dữ lắm đó, của truyền thống của người Tây Tạng. Ừ. Cũng giống như Việt Nam mình nói rằng là có bùa chú của mấy dân tộc thượng gì đó thì đạo bên họ cũng cao lắm đó. Ừ. Nhưng mà khi Phật giáo vào Tây Tạng có mặt tại Tây Tạng bởi vua Tamsin Kampo khoảng thế kỷ thứ 7 đó thì Phật giáo chưa là gì hết, mới giai đoạn đầu mà đến thế kỷ thứ thứ 9 đó, thì vua Tri Sam gì đó, đồng viên quên cái tên nó dài lắm. Ừ. Thì vị vua này mới sai khoảng 18 hay là 32 vị sứ giả đi qua Ấn Độ để mời một vị thầy qua, đó là ngài Padmasambhava tức ngài Liên Hoa Sanh. Vị này là người Ấn Độ, ngài là người Ấn Độ, ngài là mật tông số 1 thời đó, ngài rất là giỏi. Thì cũng cùng thời đâu, cũng cùng thời như ngài Bất Động mình, cái Bất Động mà chúng ta vừa học đó. Ngài Padmasambhava qua Tây Tạng tức là ngài Liên Hoa Sanh đó, mình đọc là ngài Liên Hoa Sanh đó, thì ngài qua chinh phục được những cái người đạo Bôn. Đạo Bôn tức là phép thuật mình cao hơn. Dân chúng bắt đầu đổ xô vào theo Phật giáo.
Nhưng mà phải nói rằng là mãi đến thế kỷ thứ 11 đó, thì có ngài Tịch Thiên cũng là người Ấn Độ, cũng được vua của Tây Tạng mời qua. Ngài mới là người hệ thống kinh điển, giáo lý của Phật cho người Tây Tạng, cho người Tây Tạng. Để nói đến chỗ này á, xin thưa với đại chúng rằng á, người Tây Tạng dù gì ấy nữa họ vẫn có cái đạo bôn như là ăn vào tủy và thịt của họ rồi, ăn vào tủy và thịt của họ rồi, cho nên họ không giống mình á. Người Việt mình là đạo, gọi là đạo ông bà. Ông bà mà đạo gì đâu, mà thật sự mình gọi là đạo ông bà, phải không? Con là thờ cha thờ mẹ là cái chuyện bình thường, là không ai nói mà cũng phải làm được cái điều đó. Thì cái đạo bôn y chang như vậy đó, kiểu như vậy đó. Người Tây Tạng lúc nào họ cũng thích chú thuật, thích lắm. Thôi nói chém gió tới đây thôi ha. Sự sự ô nhiễm và sự thanh tịnh, sự ô nhiễm và sự tâm thanh thanh tịnh, hai giới, nó thuộc về hai giới thôi. Đây là cái pháp số mà, thuộc pháp số, nhị giới.